Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. 4 năm, ngày dỗ cụ Lê Đình Kình, cuộc sống của những người ở lại quá khó khăn. Ngày 25 tháng Giêng, AFI Tiếng Việt có bài 4 năm, ngày dỗ cụ Lê Đình Kình, nước mắt chảy vòng quanh thôi. AFI cho biết, đã 4 năm trôi qua, kể từ ngày hàng ngàn cảnh sát cơ động tấn công vào thôn hoành lúc rạng sáng, bắn chết cụ Lê Đình Kình, thủ lĩnh tinh thần của người đồng tâm, nhưng những ký ức đau buồn vẫn còn hiển hiện đối với những người liên quan như mới ngày hôm qua. AFA dẫn lời cô Lê Thị Nhung, con gái của Kình cho biết, Ngày 25 tháng Giêng, như nhiều năm qua, gia đình tổ chức dỗ ông đơn giản và gói gọn trong gia đình vì hai chữ buồn đau. Cô nói, mẹ con nhà em rất là buồn, nói chung là cũng chỉ biết nước mắt chảy vòng quanh thôi, chị em ra vào sụp xịt thôi. Và đây là hình bản tin trên AFA cô cũng cho biết chính quyền địa phương không gây khó khăn gì cho gia đình trong việc tưởng niệm ông, chỉ có dỗ đầu là họ đưa người đến canh gần nhà vì sợ người ở các nơi khác đến chia buồn. Gia đình vẫn giữ nguyên các vết tích gây ra bởi đạn của lực lượng công an trong vụ tấn công 4 năm về trước. Vì nhà em bảo cứ để đấy, để ví dụ như có ai về thăm hoặc gì thì nó vẫn còn nguyên hiện trường, chứ bây giờ mình sửa sang đi thì có khi người ta lại bảo mình nói không đúng sự thật. Theo AFA, những người đàn ông trụ cột trong nhà, người thì bị bắn chết, như ông Lê Đình Kình, người thì bị tuyên án tử hình, như hai con trai của ông là Lê Đình Công và Lê Đình Chức. Cháu nội ông Kình là Lê Đình Doanh, bị án chung thân. Ba người khác bị án tù từ 12 năm đến 16 năm về tội giết người, trong khi sáu người khác bị kết án từ 5 đến 6 năm về tội chống người thi hành công vụ. 14 người khác bị kết án tù từ 15 tháng đến 3 năm tù, nhưng được hưởng án treo về tội danh chống người thi hành công vụ. Và đây là hình cũ Lê Đình Kình tại cánh Đồng Sơn năm 2017. AFA dẫn lời bà quả phụ Dư Thị Thành cho biết, đến nay chính quyền xã không làm giấy khai tử cho ông Kình. Nó bắn chết ông ở nhà mà nó bắt tôi phải nhận ở trên Đồng Sơn. Tôi không nhận, nên bây giờ nó đã làm khai tử cho ông đâu. Phải nhận ở trên đồng sơn thì nó mới làm khai tử cho. Năm 2017, đã đánh ông gãy chân rồi, thì tôi toàn đẩy xe lăn đưa ông đi họp, đi các nơi, thì làm sao nửa đêm tôi có thể để ông ấy lên đồng sơn được. AFA nhắc lại, vụ tấn công vào thôn Hoành ngày 9 tháng Giêng năm 2020 nhằm ngày 15 tháng Chạp âm lịch, chính quyền Hà Nội đã điều động các lực lượng khác nhau lên tới hàng ngàn người, nhưng chủ lực là cảnh sát cơ động với khiên và dùi cui. Trong đêm tối, phía công an đã sử dụng pháo sáng, hơi cay, súng để tấn công vào nhà ông Kình. Và đây là hình phiên tòa xét xử người dân đồng tâm vào tháng 9 năm 2020. Bà Thành, người chứng kiến việc chồng mình bị sát hại tại phòng ngủ nhớ lại, bọn nó quá là độc ác, dã man, người già hơn 100 tuổi Người ta nói, chưa bao giờ thấy vụ như thế này, tàn sát dân, mà hơn đi đánh nhau, trang bị đầy đủ, còn hơn đi đánh nhau. Bà Thành cũng cho biết, những người được hưởng án treo bị quản chế vô cùng hà khắc ở địa phương và họ vẫn bị sách nhiễu sau khi hết hạn. Bây giờ thì được tự do rồi, nhưng mà xin đi đâu đi làm, đi ăn thì nó, tức chính quyền địa phương, không cho đi, vẫn chưa cho đi đâu. Hàng tháng, công an nó gọi lên xã làm biên bản, vẫn theo AFA, những người đàn ông trụ cột trong gia đình không còn, bà và gia đình của các con đang phải chật vật mưu sinh để lấy tiền đi thăm nuôi người thân đang ở tù, nhưng luôn bị chính quyền địa phương gây khó dễ. Cuộc sống ở nhà bây giờ khó khăn quá, làm cái gì người ta chứ chính quyền địa phương cũng cứ o ép. Chúng nó chèn ép hết các kiểu, bà Thành chua xót nói. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tình. 4 năm ngày dỗ cụ Lê Đình Kình, cuộc sống của những người ở lại quá khó khăn. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin sự không chắc chắn về người kế nhiệm đã trở thành một yếu tố rủi ro đáng kể ở Việt Nam. Ngày 24 tháng Giêng, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang có một bài bình luận về sự kế nhiệm ở Việt Nam đăng trên trang Full Scrum, Bài viết được dịch giả Trúc Lam chuyển ngữ với tiêu đề Giả chết bắt quạ. Câu hỏi hóc búa về sự kế nhiệm ở Việt Nam đăng trên báo Tiếng Dân trong cùng ngày. Theo tác giả, gần đây những tin đồn về việc Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng lâm bệnh nặng, thậm chí đã qua đời, bị cường điệu hóa rất nhiều. Tuy nhiên, chuyển đồn đoán nêu bật sự yếu kém trong đảng về tư duy và việc chuẩn bị cho sự kế thừa chính trị tất yếu sẽ xảy ra. Và đây là hình bài chuyển ngữ trên báo Tiếng Dân. Tác giả cho biết sự xuất hiện trở lại của ông Trọng đã dẫn đến hai giả thuyết về tinh đồn, hoặc ông Trọng dùng chiến lược giả chết bắt quạ để đánh giá xem phe nào có thể tranh giành quyền lực quá sớm, hoặc để phát hiện ra phe đối phương nào đã tung tin giả về sức khỏe của ông gây áp lực buộc ông phải đẩy nhanh chuyện kế thừa chính trị. Tác giả nhận xét, trong bối cảnh Việt Nam, thông tin về sức khỏe của các lãnh đạo đảng cao cấp và những điểm yếu tiềm tàng khác được giữ bí mật. Do vậy, sự tò mò và suy đoán của công chúng về sức khỏe của họ là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, phản ứng miễn cưỡng của đảng và nhà nước trong việc xác nhận hoặc phủ nhận những tin đồn càng làm trầm trọng thêm sự lan truyền tin giả và thông tin sai lệch. Tác giả đánh giá, những lúc như vậy càng làm cho các nhà quan sát, doanh nghiệp và giới ngoại giao trong và ngoài nước lo lắng thêm, cho thấy sự không chắc chắn về người kế nhiệm trở thành một yếu tố rủi ro đáng kể ở Việt Nam như thế nào. Và đây là hình ông Trọng xuất hiện trở lại ngày 15 tháng Giêng, sau những tin đồn thất thiệt. Tác giả phân tích 3 yếu tố chính góp phần vào tình trạng khó khăn này. Thứ nhất, sự cai trị kéo dài hơn một thập niên của Trọng đã chứng kiến sự tập trung quyền lực rõ rệt. Sự thay đổi này thách thức mô hình lãnh đạo tập thể truyền thống của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trọng hiện ở trong Bộ Chính trị 6 nhiệm kỳ liên tiếp, trong khi các ủy viên khác, mỗi người chỉ có mặt nhiều nhất là hai nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ và sự tham niên kéo dài của ông Trọng khiến ông trở thành một tộc trưởng gần như không thể thiếu. Sẽ là sự thách thức rất lớn đối với người kế nhiệm ông. Thứ hai, người kế nhiệm trọng sẽ kế thừa một vị trí đầy quyền lực, nhưng điều này có nghĩa là cơ cấu lãnh đạo tập thể vốn đã yếu kém có thể có nguy cơ bị xói mòn thêm. Là người kế nhiệm trẻ hơn, có nhiều thời gian hơn, có thể bị cám dỗ để củng cố quyền lực vì lợi ích cá nhân. Trường hợp không có sự kiểm tra, và cân bằng thể chế mạnh mẽ, chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng có thể bị tổn hại dưới sự lãnh đạo mới. Và đây là hình những lãnh đạo cấp cao không có ai có lợi thế trong việc kế nhiệm ông Trọng. Thứ ba và là quan trọng nhất là đảng thiếu một kế hoạch kế nhiệm rõ ràng. Ngay cả trước khi xuất hiện những tin đồn, đảng đã phải chật vật tìm người thay thế ông Trọng. Tình hình này vẫn không có nhiều thay đổi, không ai trong số những người nằm trong danh sách kế nhiệm gồm chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí Thư Trương Thị Mai và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm có lợi thế mạnh. Điều này có thể dẫn đến những cuộc đấu đá phe phái gây gắt khi trọng ra đi làm suy yếu sự ổn định chính trị của Việt Nam. Tác giả cho rằng để đánh cuộc khủng hoảng tiềm tàng này trong kịch bản đấu đá nội bộ thời kỳ sau khi trọng ra đi, Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải thể chế hóa hơn nữa quá trình kế nhiệm. Sự kế thừa theo kiểu chuẩn mực là một trong những trụ cột chính của khả năng phục hồi độc tài. Sự mù mờ hiện nay xung quanh quá trình kế nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ gây ra bất ổn chính trị. Nó biến những tin đồn về sức khỏe của ông Trọng thành âm mưu quốc gia và mối lo ngại lớn hơn. Đối với Trọng, việc thực hiện các bước để tạo ra một sự kế nhiệm dễ dự đoán hơn có thể là đặc điểm nổi bật trong di sản của ông. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Sự không chắc chắn về người kế nhiệm đã trở thành một yếu tố rủi ro đáng kể ở Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới